Tin lành theo Ma-thi-ơ. Chương 1. Gia phổ Đức Chúa Giê-su Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob, Jacob sanh Judah và anh em người. Judah bởi Thama sanh Phare và Sarah. Phare sanh Ekrom, Ekrom sanh Aram, Aram sanh Aminadab, Aminadab sanh Naekson, Naekson sanh Sanh-môn, Sanh-môn bởi Rahab sanh Bo-ô, Bo-ô bởi Ruter sanh Obed, Obed sanh Jesse, Jesse sanh vua David. David bởi vợ của Uri sanh Salomon, Salomon sanh Roboam, Roboam sanh Abijah, Abijah sanh Asa, Asa sanh Josaphat, Josaphat sanh Joram, Joram sanh Osia, Osia sanh Jotam, Jotam sanh Acha, Acha sanh Ezechia, Ezechia sanh Manasse, Manasse sanh Amon, Amon sanh Josiah, Josiah đang khi bị đẩy qua nước Babylon, sanh Jeconia và anh em người. Khi đã bị đẩy qua nước Babylon, thì Jeconia sanh Salathien, Salathien sanh Sorobaben, Sorobaben sanh Abiud, Abiud sanh Eliakim, Eliakim sanh Aso, Aso sanh Sadoc, Sadoc sanh Achim, Achim sanh Eliud, Eliud sanh Eleasa, Eleasa sanh Mathan, Mathan sanh Jacob, Jacob sanh Joseph là chồng Mary. Mary là người sanh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ. Như vậy, từ Abraham cho đến David, hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến đấng Christ lại cũng có 14 đời. Và sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Jesus.